Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm người vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ Thưa quý khán giả, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để cử tri theo dõi, hiểu rõ về các ứng cử viên trước khi bầu cử, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh trân trọng giới thiệu danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 tại 16 đơn vị bầu cử của tỉnh. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân đơn vị bầu cử số 13. Được bầu 3 đại biểu gồm các xã Tân Đông, Tân Hà, Tân Hòa, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành thuộc huyện Tân Châu. Ứng cử viên ông Trương Văn Cư, ngày tháng năm sinh, 30 tháng 6 năm 1968, giới tính Nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nơi ở hiện nay, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình độ giáo dục phổ thông 12/12 -12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ kỹ sư nông học, cử nhân báo chí, lý luận chính trị, cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ B, nghề nghiệp hiện nay cán bộ quản lý, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc. Nơi công tác: Công ty cổ phần cao su Tân Biên. Ngày vào Đảng 27 tháng 6 năm 1996. Chúng ta đi chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số chương trình cụ thể sau. 1. Thường xuyên sâu sát, gần gũi tiếp xúc với cử tri bằng nhiều hình thức để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như những góp ý của cử tri đối với mọi hoạt động của chính quyền địa phương. Tiếp thu chuyển tải đầy đủ trung thực tới kiến kiến nghị của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ chức cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết thường xuyên đôn đốc theo dõi bám sát và giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương, cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền để báo cáo lại cho cử tri. Tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Hội đồng nhân dân tỉnh để cử tri biết và giám sát kết quả thực hiện. 2. Phát huy thế mạnh của công ty cổ phần cao su Tân Biên trong lĩnh vực nông nghiệp, trọng tâm là sản xuất kinh doanh cao su, đồng thời kết hợp với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất cũng như nguồn động của công ty và địa phương xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, nhất là các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và các chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật. Quan tâm đến vấn đề tạo việc làm trên địa bàn, đồng thời phát huy lợi thế về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực trồng, chăm sóc, khai thác cao su để hỗ trợ cho bà con cử tri tỉnh nhà sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao. 3. Tham gia cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách kinh tế xã hội, trong đó tập trung về cơ chế quản lý sử dụng đất đai nhất là đất nông nghiệp, bảo vệ môi trường thiên nhiên, xây dựng nông thôn mới. 4. Tham gia cùng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri đối với các tổ chức cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân khi được cử tri và nhân dân tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, thường xuyên nghiên cứu để nâng cao trình độ công tác gương mẫu vận động nhân dân và gia đình nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật, kiên quyết thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí và các tiêu cực khác. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như các cuộc tiếp xúc của cử tri theo quy định. Sẽ đại diện cho tiếng nói của cử tri tại Hội đồng nhân dân tỉnh và đặc biệt là phải thực hiện đúng những vấn đề đã tiếp thu và đã hứa với cử tri để đáp ứng kỳ vọng mà cử tri đã tin tưởng vào phó. Ứng cử viên bà Trần Thị Thanh Hằng, ngày tháng năm sinh 30 tháng 5 năm 1974 giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã biên giới huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Nơi ở hiện nay, khu phố 3 thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trình độ, giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, đại học kinh tế, chuyên ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp, học vị học hàm, thạc sĩ kinh tế học, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B1 khung châu Âu. Nghề nghiệp hiện nay, công chức phó trưởng ban nơi công tác ban tổ chức tỉnh ủy tây ninh ngày vào đảng 27 tháng 7 năm 2000 là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có có nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân có điều kiện thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, quan tâm tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Thứ nhất, sắp xếp công việc và dành thời gian thỏa đáng để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu, luôn giữ mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tham dự các buổi tiếp xúc cử tri. Qua đó, tiếp thu, phản ánh trung thực đầy đủ với hội đồng nhân dân tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng nhân dân, tập trung nghiên cứu và có ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và đôn đốc theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân. Thứ hai, cơ quan ban tổ chức tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ cùng tập thể lãnh đạo ban tập trung nghiên cứu, triển khai tham mưu các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ban tổ chức tỉnh ủy gắn với các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Với nhiệm vụ được phân công và trách nhiệm của mình, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu tham mưu thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ đảng viên theo phân cấp tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, cán bộ lãnh đạo quản lý đường chức và cán bộ trong diện quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị địa phương trong tình hình mới thứ ba là ứng cử viên nữ tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ trong phạm vi cho phép tôi sẽ tham mưu và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ năng lực để phụ nữ có thêm nhiều điều kiện phát triển vươn lên trong cuộc sống với bản thân, dù ở vị trí nào, tôi luôn phấn đấu rèn luyện đạo đức lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh, gương mẫu trong mọi hoạt động, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của cử tri gửi gắm cho tôi. Ứng cử viên bà Lê Thị Mai Huyền, ngày tháng năm sinh 16 tháng 3 năm 1970, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Cao Đài, quê quán xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Nơi ở hiện nay xã Hưng Điền A, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ Đại học Quản trị Kinh doanh, Trung cấp Kế toán. Ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp. Nghề nghiệp hiện nay sản xuất kinh doanh nông nghiệp, giám đốc. Nơi công tác Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thành. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ là một người đại biểu, bản thân tôi luôn mong muốn huyện Tân Châu ngày càng phát triển hơn nữa về mọi mặt. Tôi luôn mong muốn những người dân trong huyện có một cuộc sống no đủ đầm ấm. Vì vậy, nếu tôi được bà con tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh thì bản thân tôi xác định sẽ phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để làm tốt hơn công việc chuyên môn của mình, ứng dụng các giải pháp sinh học, phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp. Trong mọi lĩnh vực công tác Tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu. Đặc biệt, tôi sẽ luôn đi sâu, đi sát tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời có những chính sách mà cử tri quan tâm sẽ được làm rõ, như tiếp sức cho những thế hệ tương lai, các chương trình tài trợ cho các hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và tìm cách giúp ý kiến nhân dân đến được với cơ quan có thẩm quyền. Ứng cử viên ông Võ Quốc Thắng, ngày tháng năm sinh 17 tháng 5 năm 1970 giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nơi ở hiện nay, khu phố 1 thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ B. Nghề nghiệp hiện nay cán bộ, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, nơi công tác, huyện ủy Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngày vào đảng, ngày 7 tháng 10 năm 1995, là đại biểu hội đồng nhân dân huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 1999 2004-2004-2011, 2011-2016, 2016-2021. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức đem hết sức mình để vụ nhân dân. Để có thể cống hiến tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh nhà, tôi rất mong được cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là chương trình hành động của tôi nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ nhất, quan tâm tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 11 và Đại hội Đảng Bộ Huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện quyết liệt có hiệu quả nhiệm vụ mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Thứ hai, tập trung thực hiện 4 chương trình đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, về cải cách hành chính, về phát triển nguồn nhân lực, về lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng kế hoạch trồng trọt theo hướng công nghệ cao và chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, quy mô công nghiệp và bán công nghiệp, phát triển thủy sản ở vùng có lợi thế hạ tầng, hưởng lợi nước sạch từ hồ dầu tiến, tiếp tục đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện Tân Châu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ ba, quản lý và bảo vệ phát triển rừng theo đúng quy định, tập trung cho công tác bảo vệ, khoanh nuôi và tái sinh rừng và trồng mới. Làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, chống phá rừng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Tập trung xử lý dứt điểm những nội dung còn tồn động, mang tính chất lịch sử liên quan đến quy hoạch lâm nghiệp Tăng cường vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của địa phương trong xử lý các vấn đề liên quan đến lấn chiếm rừng, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân và thực hiện nhất quán chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong quản lý và bảo vệ rừng. Thứ tư, tiếp tục chủ trương ưu tiên và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và mang lại sản phẩm giá trị cao tăng cường công tác khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào các ngành nghề công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Thứ năm, tập trung tháo gỡ những bất cập vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch theo hướng động, mở, linh hoạt, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng kế hoạch sử dụng đất, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng, phục vụ tốt quá trình phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp bố trí quỹ đất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mía đường Tây Ninh và quỹ đất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su 1 tháng 5 Tây Ninh, tạo quỹ đất thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết sản xuất nông dân địa phương. Thứ sáu, tăng cường kỷ luật kỹ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách, phấn đấu thu hút ngân sách hàng năm đạt và vượt dự toán, huy động quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư phát triển, khắc phục triệt để đầu tư dàn trải, manh mún, giải ngân đúng tiến độ, nâng cao trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát đầu tư công, tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm của huyện, các dự án có tính lan tỏa, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đầu tư hệ thống công trình kỹ thuật và hạ tầng xã hội thị trấn Tân Châu đạt các tiêu chí đô thị loại 4 đầu tư nền tảng hình thành đô thị cửa khẩu Cà Tum, Tân Hà là đô thị loại năm sau năm 2025. Thứ bảy, quan tâm phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, gắn với phát triển thị trường lao động, từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 95%. Tập trung giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều, đặc biệt là khu vực biên giới, đồng bào dân tộc. Thứ 8, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, chủ động tích cực trong công tác đối ngoại. giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu bốn giảm, nhất là tập trung đấu tranh phòng chống và kéo giảm các loại tội phạm về ma túy, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn huyện. Thứ 9, đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân, gắn với việc thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phát huy vai trò làm chủ thật sự của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ 10 làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu Hội đồng Nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc gần gũi với quần chúng nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề xuất, kiến nghị của quần chúng nhân dân, kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền và thu thập phản ánh với Hội đồng Nhân dân hoặc chuyển đến các cơ quan có liên quan giải quyết, tuyệt đối không để tồn động, kéo dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ứng cử viên bà Phan Thị Thùy Vân Ngày tháng năm sinh: ngày 11 tháng 1 năm 1980, giới tính: nữ, quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Kinh, tôn giáo: không, quê quán: xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, nơi ở hiện nay: số 272, ấp 3, xã Số Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, trình độ: giáo dục phổ thông 12/12 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ: đại học chuyên ngành địa kinh tế phát triển vùng, đại học chính trị chuyên ngành tổ chức, học vị: học hàm, thạc sĩ chính trị học chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ C, nghề nghiệp hiện nay cán bộ phó chủ tịch hội, nơi công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh, ngày vào đảng ngày 22 tháng 12 năm 2003. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Tôi xin phép được báo cáo chương trình hành động của mình và rất mong được quý cô bác anh chị cử tri tín nhiệm ủng hộ và bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ luôn nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau. 1. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử như tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, các hội nghị tiếp xúc cử tri và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu theo quy định của pháp luật dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe những ý kiến của cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nhu cầu và ý kiến đề xuất của cử tri. Tích cực nghiên cứu đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân để chuyển kiến nghị đến cơ quan tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật. 2. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của cá nhân cũng như tổ chức hội liên hiệp phụ nữ trong công tác tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền tích cực tham gia thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhằm nâng cao đời sống kinh tế văn hóa xã hội cho người dân là ứng cử viên nữ đồng thời với cương vị là phó chủ tịch phụ trách hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tôi rất quan tâm cũng như sẽ chủ động tích cực nghiên cứu và kiến nghị đến các cơ quan tổ chức người có thẩm quyền những vấn đề liên quan thiết thân đối với phụ nữ và trẻ em như đào tạo nghề tạo việc làm tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình phòng chống bạo lực gia đình chống xâm hại trẻ em tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ mọi mặt xây dựng gia đình năm không ba sạch no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc chăm sóc sức khỏe phụ nữ các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả luật bình đẳng giới các chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương Chúng ta đi bầu có tài có đức đem hết sức mình để. Không bỏ lỡ những video hấp dẫn